Kính chào các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học trực tuyến tuần 2 môn thể dục khối lớp 7. Bài hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung là đội hình đội ngũ và chạy nhanh. Kính mời các em chúng ta cùng theo dõi bài học. Bài hôm nay chúng ta gồm các yêu cầu sau: một, biết tổ hợp hàng dọc, hàng ngang. 2. Biết và thực hiện đúng tư thế đứng nghỉ và đứng nghiêm. 3. Biết và thực hiện đúng quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau. 4. Biết và thực hiện đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Các em chú ý là khi nào biết thì các em chúng ta nắm, biết và thực hiện thì yêu cầu ở đây các em chúng ta phải tập luyện thể ở nhà, vì đây là một trong nội dung sẽ kiểm tra trong lớp học trực tuyến, sẽ kiểm tra bằng hình thức các em sẽ quay một đoạn video clip và gửi về cho giáo viên. Đến lúc nào kiểm tra, nội dung kiểm tra thì giáo viên sẽ thông báo các em. Để bắt đầu cho vận động thì chúng ta cần phải khởi động. Nguyên tắc của bài khởi động thì đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Chúng ta sẽ khởi động xoay tất cả các khớp từ trên xuống dưới. Đây gọi là khởi động cơ bản hay gọi là khởi động chung. Rồi tùy vào mỗi môn thì chúng ta sẽ có khởi động chuyên môn của nội dung đó. Ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ xoay khớp cổ. Xoay khớp cổ tay, cổ chân. Xoay khớp khuỷu tay. Xoay khớp vai. Xoay khớp hông. Xoay khớp gối. Thực hiện động tác ép dọc và thực hiện động tác ép ngang. Các em chú ý là mỗi một động tác khởi động như vậy chúng ta sẽ xoay 2 lần 8 nhịp, sau đó chúng ta sẽ đổi bên. Phần 1 của nội dung bài ngày hôm nay là chủ đề đội hình đội ngũ. Chúng ta sẽ có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là cách tập hợp hàng ngang. Nội dung thứ hai là cách tập Nội dung thứ ba là đứng nghỉ và đứng nghiêm. Nội dung thứ tư là quay bên trái, quay bên phải và quay đằng sau. Với nội dung tập hợp hàng ngang, mục tiêu biết và thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, giống hàng ngang, điểm số hàng ngang, dàn hàng và dồn hàng theo khẩu lệnh. Phát triển năng lực tập trung chú ý, khả năng phản xạ khi có hiệu lệnh, biết cách tập trung và xếp hàng trước và sau mỗi tiết học giáo dục thể chất hay còn gọi là môn thể dục. Có ý thức kỷ luật, đoàn kết, tinh thần tập thể, tính tự giác, giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện, đảm bảo vệ sinh nơi tập luyện, tham gia tích cực các trò chơi vận động bổ trợ kiến thức. Ngày hôm nay về hàng ngang thì chúng ta chỉ học về cách tập hợp hàng ngang. Còn những nội dung thì chúng ta sẽ học ở những buổi tiếp theo. Em nhìn vào hình phía bên tay phải. Ở đây là một hình tổng hợp hàng ngang với 4 hàng ngang. Mỗi hàng ngang có 6 bạn. Và người đang giơ tay là người chỉ huy hay là người giáo viên. Vậy chúng ta sẽ tập hợp như thế nào? Đầu tiên là người chỉ huy hay là người giáo viên sẽ thực hiện khẩu lệnh thành 1, 2, 3, 4
Cái đó là tùy các em muốn tập hợp mấy hàng. Ví dụ trong hình này là 4 hàng, dấu 3 chấm là nhịp nghỉ. Như vậy chúng ta sẽ có khẩu lệnh tập hợp 4 hàng như sau. Thành 4 hàng ngang. Sau khi hô xong, chúng ta sẽ thực hiện động tác. Người chỉ huy đứng vào vị trí định tập hợp, tay trái đưa sang ngang. Tổ trưởng tổ 1 nhanh chóng đứng bên trái cùng hướng và cách người chỉ huy một cánh tay. Như vậy, tổ trưởng tổ 1 sẽ quay hướng cùng mặt với lại người chỉ huy, mặt nhìn cùng hướng người chỉ huy, và người tổ trưởng tổ 1 sẽ chạm vào tay trái của người chỉ huy. Sau đó, các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau lưng tổ trưởng tổ 1. Như vậy, ở bước 3 này, chúng ta đã định hình được 4 hàng ngang. Tiếp theo là các thành viên trong tổ lần lượt tập hợp vào. Như vậy các em chúng ta sẽ quan sát hình. Tất cả các thành viên và người chỉ huy đều quay cùng một hướng. Đây là cách tập hợp hàng ngang. Nội dung thứ hai trong đội hình đội ngũ là tập hợp hàng dọc. Mục tiêu của tập hợp hàng dọc là gì? Thứ nhất, biết và thực hiện được tập hợp hàng dọc, giống hàng dọc, điểm số hàng dọc theo khẩu lệnh. Phát triển năng lực tập trung chú ý, năng lực làm việc nhóm. Thứ ba, hình thành văn hóa xếp hàng trong các hoạt động thường ngày. Thứ tư, biết cách tập trung và xếp hàng trước và sau mỗi tiết học thể dục. Thứ năm, có ý thức kỷ luật, đoàn kết, tinh thần tập thể, tính tự giác, giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện, đảm bảo vệ sinh nơi tập luyện. Các em nhìn vào hình phía bên tay phải. Đây là hình tập hợp hàng dọc. Đây là 4 hàng dọc, mỗi hàng 6 bạn. Em nhìn vào hình và chúng ta sẽ coi cách tập hợp thế nào. Cũng là khẩu lệnh như cũ. Thành 4 hàng dọc sau khi phát khẩu lệnh, người chỉ huy đứng quay người về phía định tập hợp và đưa tay phải ra trước chỉ hướng cho học sinh tập hợp. Khác với hàng ngang là người chỉ huy quay về hướng nào ạ? Đúng rồi, hay nói càng cách rất là dễ hiểu là quay cùng hướng với lại học sinh. Còn hàng dọc thì người chỉ huy là nhìn vào người học sinh. Hàng ngang người chỉ huy dùng tay trái, hàng dọc người chỉ huy dùng tay phải. Tổ trưởng tổ 1 nhanh chóng đứng đối diện và cách người chỉ huy một cánh tay. Như vậy là người tổ trưởng tổ 1 sẽ đứng trước mặt của người chỉ huy, đụng vào trong tay của người chỉ huy. Khoảng cách giữa người chỉ huy và tổ trưởng tổ 1 là một cánh tay. Các tổ trưởng 2, 3, 4 lần lượt đứng bên trái của người tổ trưởng tổ 1. Như vậy đầu tiên là người chỉ huy giơ tay. Tổ trưởng tổ 1 đứng vào, tổ trưởng 2, 3, 4 đứng vào để cho hình thành 4 hàng dọc. Tiếp theo, các tổ viên lần lượt tập trung vào theo thứ tự từ thấp đến cao sau tổ trưởng của mình.
Em nhìn vào trong hình phía bên tay phải để chúng ta hình dung. Đây là cách tập hợp hàng dọc. Tập hợp hàng dọc nó có khác với tập hợp hàng ngang. Nội dung thứ ba trong đội hình đội ngũ là đứng nghỉ, đứng nghiêm. Một, tư thế đứng nghiêm, khẩu lệnh nghiêm, động tác đứng thẳng. Hai, bàn chân tạo chữ V, mắt nhìn thẳng, hai tay khép sát thân. Tư thế đứng nghỉ, khẩu lệnh nghỉ, động tác chùng gối một chân, hai tay buông tự nhiên. Các em xem nội dung mời của bài. Như vậy, tư thế đứng nghiêm này khác với lại trong nghi thức đội. Trong thể dục thì năm đầu ngón tay khép, tay mở ra. Ha, còn trong nghi thức đội thì yêu cầu còn tư thế đứng nghỉ trong thể dục và trong nghi thức đội cũng khác nhau về tư thế tay, và trong nghi thức đội không có đổi chân, nhưng trong thể dục nếu mỏi các em có thể đổi chân. Các em xem hình khẩu lệnh và tư thế động tác. Các em chú ý ở đây là mắt nhìn thẳng. Nội dung thứ tư trong bài đội hình đội ngũ ngày hôm nay đó là quay. Quay chúng ta gồm có quay bên trái, quay bên phải và quay đằng sau. Mục tiêu của bài này là gì? Biết và thực hiện được động tác quay phải, quay trái và quay đằng sau. Phát triển năng lực tập trung chú ý khi người chỉ huy hô là phải thực hiện. Khả năng định hướng trong không gian là biết bên nào bên trái, bên nào bên phải. Khi quay đằng sau sẽ quay về bên trái hay về bên phải. Năng lực làm việc theo nhóm. Mục tiêu thứ ba, có ý thức kỷ luật, đoàn kết, tinh thần tập thể, tính tự giác giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện, đảm bảo vệ sinh nơi tập luyện. Mục tiêu thứ tư, tham gia tích cực trò chơi vận động, bổ trợ kiến thức mới. Đầu tiên là động tác quay bên trái. Lệnh bên trái quay, dấu ba chấm là nhịp nghỉ, các em chú ý. Động tác từ tư thế đứng nghiêm, học sinh lấy gót chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tì, quay người sang trái một góc 90 độ, chân phải nghiêng gót, sau đó thu bàn chân phải về tư thế đứng nghiêm. Các em nhìn vào hình. À, là trong hình lấy gót chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tì, quay người sang trái, sau đó thu chân về đứng nghiêm. Chú ý là tay không nhúc nhích. Động tác quay phải, khẩu lệnh bên phải quay, từ tư thế đứng nghiêm lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì, quay người sang phải một góc 90 độ, chân trái khiển gót, sau đó thu bàn chân trái về tư thế đứng nghiêm. Em nhìn vào trong hình
lấy gót chân phải làm trụ, nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải và thu chân trái về. Chú ý động tác này các em cũng không nhúc nhích tay. Quay đằng sau. Khẩu lệnh. Đằng sau. Quay. Từ tư thế nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải một góc 180 độ ra sau. Chân trái khuyển gót. Sau đó thu bàn chân trái về tư thế đứng nghiêm. Em nhìn vô hình. Lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải ra sau, thu chân trái. Như vậy, quay bên phải và quay đằng sau thì các em sẽ quay về phía bên phải. Chỉ có quay bên trái thì các em quay về hướng bên trái thôi. Chú ý giùm, quay đằng sau là quay về bên phải. Một góc 180 độ. Còn quay bên phải là quay về bên phải một góc 90 độ. Tư thế chân cũng giống như vậy, động tác tay thì giữ khép sát người. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của ngày hôm nay. Phần 2 của ngày hôm nay đó là chủ đề về chạy nhanh. Chạy nhanh chúng ta sẽ có 3 nội dung. Đầu tiên là các em sẽ chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Và thứ ba là chạy gót dạng mông. Ba nội dung này đòi hỏi các em chúng ta phải tập luyện thường xuyên ở nhà. Các em nhớ xem đi xem lại video hướng dẫn và tập tại nhà. Một trong ba nội dung này sẽ có thể sẽ có kiểm tra. Đầu tiên, chạy bước nhỏ. Cách thực hiện. Hai chân luân phiên thực hiện tiếp đất bằng nửa trước bàn chân. Miết nhẹ. Sau khi kết thúc miết bàn chân, chân duỗi thẳng. Động tác gần như động tác bước đi. Thân trên thẳng, hơi ngã ra trước. Hai tay hơi co. Đánh phối hợp tự nhiên. Các em nhìn vào hình. Hình đầu tiên bên tay trái đó là tư thế nghiêm hay là tư thế tôi xin lỗi các em đây hình đầu tiên bên tay trái là tư thế chuẩn bị. Hình ở giữa là bắt đầu. Hình ở bên tay phải là nhịp thứ hai. Và nhịp thứ ba sẽ trở về hình ở giữa. Tư thế tiếp tục. Các em chúng ta xem một bức hình động để biết cách thực hiện. Đây là hình động của động hai tay đánh tự nhiên. Ngoài ra các em có thể lên trên mạng có rất là nhiều video clip hướng dẫn các em chạy. Thầy không thể đưa vào trong bài này được vì lý do là vấn đề bản quyền. Nếu mà đưa vào trong đây thì toàn bộ video dạy này sẽ không thể hiển thị được. Các em mới xem hình động. Hai tay đánh tự nhiên. Nhớ là nghịch tay nghịch chân. Nội dung thứ hai của chạy nhanh đó là chạy nâng cao đùi. Cách thực hiện, hai chân luân phiên thực hiện nâng sao cho đầu gối cao ngang thắt lưng, đùi gần vuông góc với cẳng chân, chân trụ thẳng. Tiếp đất bằng nửa bàn chân. Thân trên thẳng, hơi ngã ra trước. Hai tay hơi co. Và một điều quan trọng nữa là đánh phối hợp tự nhiên, nghịch tay nghịch chân. Các em xem hình phía bên tay trái. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị. Hình ở giữa là nhịp 1. Hình bên phải là nhịp 2. Và nhịp 3 sẽ trở về hình ở giữa và nhịp 4. Cứ thế tiếp tục hình bên tay phải. Chú ý ở đây một điều là
Đùi gần như buông dốc với cẳng chân, chân trụ thẳng. Các em xem hình động. Ở nhà các em chúng ta có thể tập luyện tại chỗ, không cần phải di động, nhưng chú ý thực hiện đúng kỹ thuật và yêu cầu. Các em nhìn rõ ràng ha, đùi gần như vuông góc với cẳng chân, chân trụ thẳng. Kiếp đứt bằng nửa bàn chân trước, đó là giảm. Nội dung thứ ba là chạy gót chạm mông. Cách thực hiện: hai chân luân viên thực hiện đá về sau, sao cho gót chân chạm vào mông, chân trụ thẳng, tiếp đứt bằng nửa trước bàn chân, thân trên thẳng, hơi ngã ra trước, hai tay hơi co và đánh phối hợp tự nhiên, nghịch tay nghịch chân. Các em nhìn hình phía bên tay trái, đó là nhịp, đó là chuẩn bị ha, và bên phải đó là nhịp 1, nhịp 2, đổi tay đổi chân. Các em xem hành động. Các em chú ý ha, trong hình là tay đánh tự nhiên, không phải tay chạm chân và nghịch tay và nghịch chân. Và thầy cũng nhắc lại là do điều kiện do online, thầy không thể đưa một cái clip thực hiện lên trên mạng được vì lý do bản quyền. Cho nên các em chúng ta sẽ tự lên trên mạng, các em đánh chữ chạy gót chạm mông, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi sẽ có clip người thực hiện. Ha, còn đây là hình vẽ hành động do thầy tự làm, cho nên là nó sẽ có một số khó khăn. Như vậy đã xong 3 phần của chạy nhanh, thì các em chúng ta sẽ thực hiện tại nhà và yêu cầu là các em chúng ta thực hiện tại chỗ, tập luyện thường xuyên. Đây có thể là một trong những nội dung sẽ kiểm tra bằng cách thực hiện quay video clip và gửi về cho giáo viên. Về phần dặn dò, các em chúng ta sẽ tự tập luyện ở nhà. Động tác quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, chạy bước nhỏ tại chỗ, chạy nâng cao đùi tại chỗ, chạy gót chạm mông tại chỗ. Yêu cầu là các em phải xem lại bài học để thực hiện đúng kỹ thuật, đúng quy định. Yêu cầu thứ hai là các em tự tập ở nhà, các em không ra ngoài công viên hay là vào trong trường. Đang mùa dịch, các em chú ý việc đó. Những yêu cầu tập luyện thì nhà trường đã nghiên cứu để cho các em thực hiện có thể ở nhà. Yêu cầu thứ ba là buổi sau các em sẽ lên lớp đúng giờ và có thể buổi sau sẽ có tiết kiểm tra. Và các em chú ý là các em nhớ tập đi tập lại thuần thục. Nội dung quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau thì các em chúng ta thực hiện mỗi bên 2 lần. Động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, các em cố gắng thực hiện mỗi động tác từ 5 đến 10 giây. Các em chú ý những việc như vậy. Cuối cùng, xin cảm ơn các em đã tham dự buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.